Xin chào cả nhà. Chúng ta lại đến với cái bản tin ngày hôm nay. Để mở đầu bản tin thì chúng ta có rất nhiều cái tin tức cũng như là các cách phân tích tổng hợp Tradecoin. Chúng ta có thể vào TradingView để xem, đúng không ạ? Ngày hôm nay Litecoin đã có những cái tin tức rất là tốt để nó bay lên, đúng không ạ? Các cái thông tin từ Charlie Lee chúng ta có thể vào kiểm tra ở Twitter. Đó là Litecoin LTC. Đó. Rất nhiều các thông tin. Chúng ta đón chào LTC và EOS. Đó, LTC và EOS ngày hôm nay bay rất là mạnh. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy neo các cái trục kỹ thuật hồi thành hình chữ V nhé. Đấy, cho nên là chúng ta nhảy vào nhảy ra là tiêu. EOS còn lên. Đấy, EOS đang điều chỉnh. Nếu chúng ta mua, chúng ta vẫn có thể mua, nó vượt qua cái đỉnh 13. Như tôi nói, những kỷ niệm buồn của tôi với EOS ấy. Đấy, thì hôm nay chúng ta vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với các cái Twitter, đúng không? Là các cái thông tin để chúng ta theo dõi nó, dịch nó, nghiên cứu nó, chiêm nghiệm nó. Giống như tôi vẫn hay nói với các bạn ở cái, nếu ai có đam mê về coin ấy, chúng ta có thể sưu tầm. Ví dụ giống như tôi đang nói về cái hai con MX với XCH thôi, đấy, chia coin thôi. Thì trong Tradecoin.vn, đúng không? Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được các bài chia là Amazon cho đào tiền ảo chia trên đám mây này, đúng không? Đây là những cái mà chúng ta tham khảo. Thế thì chúng ta phải chữ con này, ví dụ bây giờ 1.000 đô và dự kiến của nó là 18.000 đô, vậy chúng ta nhân 18 lần tài sản, ví dụ 200 triệu. Thế những con này thì rất là khó để mất, để nhân thành bao nhiêu tỷ à? Đấy, ví dụ như thế. Còn đâu là nếu trong trường hợp chữ những con kia thì chúng ta cũng rất là hãi. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta hiểu được chia nó là gì thì chúng ta phải vào chia coin.vn để chúng ta học và chúng ta nghiên cứu được, phân tích được, mua ngay và tìm hiểu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái để chúng ta theo dõi nó. Những người mà sợ hãi thì chúng ta nhìn thấy hôm qua chúng ta phân tích có được những cái hôm nay thị trường lại xanh, bởi vì sao? FOMO vẫn còn tốt, FOMO tầm hành tinh, đúng không ạ? FOMO tầm toàn cầu, đúng không? Trước khi vào phân tích thì tôi cũng đã nói nhiều về vấn đề Ngọc Trinh, đúng không ạ? Tất cả mọi cái, đúng không ạ? Nàng đáng lẽ phải làm coi NFT, đúng không ạ? Bán sơ chiêng slip ở trên đó, amateur, đúng không ạ? Đi chơi coi hoặc là theo những cái vấn đề về quảng cáo nó rất là phiền. Ra mà nói là nó quảng cáo thế nó không tốt cho cộng đồng. Thứ hai, người ta có những cái coi nó là hút tiền, có những cái coi amateur đấy thì mình không tiện nói ra. Nhưng cái cơ bản là mình mượn những cái lời của người khác người ta nói, đúng không ạ? Thế thì từ những cái việc đấy mà mình đưa ra được những cái giải pháp mà người ta đang nhìn. Đấy, ví dụ ngày hôm nay bí mật showbiz người ta cũng nói này, đúng không ạ? Tuyệt đối không được nghe một số các cái celeb, đúng không ạ? Họ lợi dụng coin chain như Dog, Shiba rồi up toàn loạt coin, up cả loạt bài về coin này để tỏ ra hiểu biết về coin, sau đó dụ người mới chốt theo danh sách coin của họ đưa ra. Danh sách có thể khéo léo gài một số coin rác mà được booking PR, đúng không ạ? Giá rẻ thì là 10.000 đô một lần PR, giá tốt thì là 50.000 đô PR. Tôi nghĩ rằng những cái người như thế này, đúng không ạ, chúng ta sẽ phải xử lý bằng cách là khéo léo và tỉnh táo để tránh trường hợp bị. Còn đâu những người mà mua những cái coin này rất nguy hiểm, đúng không ạ? Họ cũng chẳng chơi coin, chẳng gì cả. Ví dụ bây giờ thuê ông Quang Hải là bao tiền là ông PA, thuê Ngọc Trinh bao tiền là ông PA thôi. Cẩn trọng, đúng không ạ? Cẩn trọng. Kiếm củi ba âm giống giọng Tuấn Tiền Tỷ, đúng không? Ok. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái quy trình đấy thì chúng ta sẽ có được những cái cách để chúng ta bảo vệ gia sản của mình, đúng không? Pick như tất cả mọi cái, đúng không ạ? MXC, đúng không ạ? Đó thì chúng ta thấy, đúng không ạ? Trên tường của tôi vẫn đẩy các cái bài thì hy vọng rằng mọi người sẽ xem. Trong TikTok đẩy tin nó nhanh, còn ở YouTube chúng ta sẽ tổng quan một chút. À, về mặt kỹ thuật, Litecoin đang được hỗ trợ rất là mạnh các cái tin tức đám mây bắt đầu xanh thẳng đều lên. À, chỉ cần mây nó gách lên cái là nó sẽ bay vãi đạn, nó vượt qua các vùng 413. Tôi nói từ trước giờ, đúng không ạ? Rất nhiều các cái mảng của coin ấy là chúng ta nhìn thấy các cái coin top và các cái mục tiêu của nó thông qua cái việc gia tăng. Nó khác với rất nhiều các cái môn khác mà cắt lỗ liên tục và rất là nguy hiểm, bởi vì coin nó có giá trị coin và gia tăng coin. Những coin thuộc chủng tốt,
tôi vẫn hướng mọi người đến đúng không? 10% margin thôi, 10% tài khoản theo cái mô hình coin rác, coin xổ số thôi, nhưng vấn đề cái lợi ích của Litecoin, lợi ích của những coin top nó được va đập rất là nhiều, do vậy nó chịu đựng được lực mua lực bán, lực cung lực cầu, tất cả mọi cái, các đội dev kỹ thuật nó làm việc ổn định, nó phát triển dựa trên một cái nền tảng thanh toán. Ngoài ra nó có những cái giá trị riêng biệt cho một cái câu chuyện big story mà tôi nói. Do vậy là chúng ta tập trung vào những coin tốt như là Litecoin ở cái khung 4 giờ đúng không ạ? Litecoin đang hỗ trợ bởi các đường Bollinger Band trên, các cây nến bắt đầu xếp ở giải trên Bollinger Band, tạo ra một cái thế Bollinger Band mở ra rất lên trên. Do đó nó sẽ tìm ra những cái điểm trong quá khứ của nó, vượt qua các cái mốc đó, người ta gọi là điểm hưng phấn. Và khi ở điểm hưng phấn như này, chúng ta mạnh dạn mua vào, và kỳ vọng của chúng ta 411 và lên cao nữa đúng không ạ? Hình thành những cái mốc mà chúng ta nhìn thấy giá đã vượt breakout của các cái đỉnh đúng không ạ? Thế thì khi chúng ta phân tích một coin, chúng ta sẽ nhìn thấy các cái đỉnh trong quá khứ nó tạo ra một cái đường thẳng. Chúng ta cần phải biết được là những cái đỉnh này nó sẽ giúp, và càng nhiều đỉnh đúng không? Càng nhiều đỉnh thì nó sẽ càng tốt. Đấy, do vậy là gì ạ? Cái việc là 440 thì không còn làm xa nữa. Thế thì tôi kỳ vọng là vượt qua 440 nó sẽ vùng 580 và 520 và những cái quy trình như vậy. Vậy Litecoin nó đang được đánh giá rất là thấp so với lại ETH, ETC và Bitcoin. Dẫu gì nó cũng là một con đồng trong vàng bạc đồng, vàng là Bitcoin, đồng là Ethereum đúng không? Và bạc là Litecoin, nó cũng đã hình thành như vậy. Chúng ta lại quay trở lại với Bitcoin đúng không? Bitcoin vùng 57 là lực hồi rất là mạnh, cái khung 3 giờ ở đêm ấy là bọn Hàn Quốc với lại Trung Quốc ấy, nó đỡ rất mạnh đúng không? Hành trình về 59182. Những cái người mong muốn nó sập ấy thì hả hê với những người đang hold, nhưng những người mà đang mua thì lại mong có những cái hồi. Và từ đó chúng ta nhìn thấy các vùng 53.000 đã được đỡ rất là mạnh. Do vậy trong cái việc này chúng ta sẽ xem BTCD để chúng ta biết được altcoin vẫn còn đẩy. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở về cái vấn đề hành trình coin top để nó đẩy lên đúng không ạ? Sau khi coin rác lên rồi thì bắt đầu nó sẽ sập và bắt đầu đến coin top. Coin top lại ngon. RESF đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem RESF. Trong biểu đồ D chúng ta sẽ đẩy vào biểu đồ 4 giờ đúng không ạ? Những người mua RESF cũng sẽ sợ hãi bởi vì có một cây nến xả ra đúng không ạ? Nhưng vấn đề hành trình của chúng ta là chờ đúng không ạ? Nó vẫn điều chỉnh. Giá luôn có xu hướng về điều chỉnh giữa của Bollinger Band và Ichimoku. Các vùng giá nó rơi tầm 0.472 nó sẽ có lực đỡ, hiện tại nó sẽ đẩy vào các coin top. Tôi cũng nói là RESF ấy đúng không ạ, là rất rất nhiều các cái thông tin chúng ta có thể vào Twitter đúng không ạ, RESF. Trong cái livestream của tôi ngày hôm qua thì tôi cũng rất là buồn khi mà chúng ta nhìn thấy các cái hỏi kèo rất là nhiều, các bạn trẻ phải học đi đúng không ạ, học thông qua các cái vấn đề về ông già ông ấy chia sẻ. Nhưng vấn đề ở đây đó là gì ạ? Hiểu được rằng là chúng ta tự chọn coin đúng không ạ? Đầu tư là một cái gì đó âm thầm và rất cô đơn. Hội nhóm thì tất cả mọi cái chỉ chia sẻ những cái gì mang tính chất tích cực thôi. Còn nếu trong giờ hỏi kèo ấy thì nó suốt ngày chúng ta quay quẩn đúng không ạ? Đánh con gì, lô con gì, đề con gì nó rất mệt. Coi Crypto Definer đúng không ạ? Nó đang đánh giá cái RESF khá là tốt thì trong cái bảng WLX Matic ANKR AKDA thì tôi muốn nhắc đến RESF cũng là một cái câu chuyện khá là thú vị đúng không? Khi mà chúng ta ấn vào đúng không? Galaxy Score Property đấy, rất rất nhiều các cái thông tin. Thế thì khi mà chúng ta đánh giá cái này, tại sao bắt cái RESF này, chúng ta sẽ follow những cái RESF NPS đấy, Discovery, rất rất nhiều về các cái thông tin đúng không ạ, để cho chúng ta có thể hiểu được cái coin này nó như thế nào đúng không ạ. RESF đây là những cái chart người ta đưa ra. Thế thì người ta phân tích đúng không ạ, HBA rồi rất rất nhiều 0.04, thậm chí là đưa ra các cái nền tảng rất là cao là 0.3 đúng không ạ. Đây là những cái mà người ta tạo ra một cái vùng đáy, cái nêm giá này nó sẽ bật lên đúng không ạ, bật qua là cái nêm giá breakout này có thể hoàn toàn nó sẽ lên rất là mạnh. Đấy, đây là cái mà chúng ta nhìn thấy, có thể về 0.2 nếu chúng ta giữ lì, liệu chúng ta có giữ lì hay không. Đấy, rất nhiều người đã, người ta sẽ xem được các cái RFF, USDT, các cái nêm giá người ta coi kẻ. Nhưng về cơ bản kỹ thuật thì nó sẽ đưa ra những cái nền tảng để mang cho chúng ta xem thôi. Và cái ông trong những rất nhiều các chuyên gia đúng không ạ, rất nhiều các chuyên gia có thể thấy được rằng là người ta cũng rất thích RFF để chúng ta xem đúng không ạ. Rồi rất nhiều các ông coi, rất nhiều các ông đấy, đây là những cái mà người ta xem, Looking for Good đúng không ạ, Binance Smart Chain, BNB đấy, người ta đưa ra những cái nền tảng đấy thì chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ học được. Tiếp theo nữa là chúng ta có XCH đúng không ạ, Chia Coin. Đây là một cái con mà tôi nói về Chia Coin. Chia Coin vẫn đang ở trong cái nền tảng xuống. Vậy là xuống như này chả nhẽ chúng ta không mua, chúng ta mua ở các vùng 889 cũng được này đúng không ạ, 764. Ai hỏi tôi bảo mua Chia Coin.
Về cơ bản chúng ta xem chiacoin.vn đúng không ạ, là một trong những hệ sinh thái để chúng ta có thể khai thác đào bằng ổ cứng, chúng ta có thể mua gói đúng không ạ, ấn vào mua ngay đúng không ạ, chúng ta đăng ký vào cái việc là Lionhash này để chúng ta đăng ký theo cái hệ thống đúng không ạ. Thế thì đây là những cái mà chúng ta có thể tìm hiểu nó đúng không? Vì trước đây ở Việt Nam nó có rất nhiều đó. Đây là mã đăng ký của tôi và sau này tôi với các bạn cũng đều có những cái mã đăng ký đấy đó. Sau khi vào ấy là chúng ta sẽ có được các cái đăng nhập đó, các gói của chúng ta đó. Sau khi chúng ta vào được đúng không? Là chúng ta sẽ có được các cái tài khoản đó, đăng nhập mã mời đó. Chúng ta có mã mời để mời các cái tài khoản đúng không? Trung tâm khai thác đám mây chúng ta mới biết đó. Bắt đầu chúng ta sẽ thấy là máy đào ETH này, máy đào sức mạnh đám mây, Filecoin này, Filecoin đúng không? Rất nhiều. Bách khoa toàn cư Filecoin. Trước đây nó đã dìu cái con giá của Filecoin lên rồi, đúng không ạ? ETH. Đúng không? Filecoin, Filecoin. Trong đây trong cái phần mềm nó sẽ list cái chia coin, đúng không? Tin tức mới nhất. NFT à, được bán với giá 17 triệu, đúng không? Rất nhiều. Sushi vượt mốc 17 triệu đô, thỏa thuận DeFi, LTC vượt 390. Đây là những cái tin tức, đúng không? Đó là những cái thông tin để chúng ta có thể xem được thông tin, rất nhiều các thông tin đó. Và đây là cái trung tâm khai thác đám mây của ETH với lại chia coin với Filecoin. Nó khá thú vị là gì, hiện tại nó đang làm rất là tốt và nó bán cái máy đào rất là tốt. Chúng ta quay trở lại chia coin đúng không ạ, và cái link của tôi là chia.com.vn, chia.com.vn để chúng ta khai thác, chia.com.vn, chia.com.vn, đây là cái link của tôi đúng không ạ, để chúng ta có thể vào và chúng ta tải cái Lionhash này về để chúng ta tìm hiểu nó, các cái mã đăng nhập các thứ. Rồi chia coin dưới góc độ kỹ thuật thì chúng ta có thể mua nó, hỗ trợ nó thông qua cái việc thương mại. Nhưng về cơ bản ấy là chúng ta có thể đào nó, bởi vì đào nó không lay chuyển bởi các vấn đề về giá, nó biến động và chúng ta để lâu dài, long thơm đấy. Đó, đấy là cái mà chúng ta xem. Chúng ta lại xem xét ở các cái mục là thị trường ngày hôm nay xanh đều, đúng không? Cardano, đúng không ạ? Để phi tất cả mọi cái, chúng ta lại vào các cái mã như là recently added. Cái coin nó cũng không cần phải bác học quá, nó cũng không phải cứ âm thầm mà làm đúng không ạ? Shiba, Jishiba đúng không ạ? Rất nhiều chủng Ethereum, cái phí nó rất cao. Cho nên ai mua cái này phí cao, chúng ta hãy chơi những con sổ số hay những con nhỏ nữa, Metamoon đúng không ạ? Metamoon này cũng là rất là kinh khủng, hàng rất là mới, lít đúng không ạ? 19-18% rồi. Đấy. Rồi cat coin rất nhiều đúng không ạ? Tôi sẽ có chỉ ra cho các bạn rất nhiều đây. Để các bạn học, các bạn nghiên cứu, các bạn chỉ ra rất là dễ đấy. Đấy, không có gì là khó cả. Thế thì chia coin được dồn đúng không? Bây giờ tôi mua ở cái giá này có phải tốt không? Thế bây giờ mấy nữa nó lên 1.500 thì nó đã từng lên gì ạ? 2.400 đúng không? Sập xuống 1.700 rồi đúng không? Và sập tiếp đúng không? Nó đều phối lên 1.400. Cứ như vậy chúng ta mua đúng không? Rồi chim én sẽ về anh tập trung vào một con thôi đúng không? Rồi tiếp theo đến NFT đúng không? NFT ai mà sợ ENG rồi, chúng ta phải gia tăng cái khối lượng khi ngày hôm qua chứ đúng không? Nó lại hồi rồi đúng không? Thế thì ENG bây giờ vẫn phải chịu một cái sức đè của giá, tức là Ichimoku giảm xuống và đẩy lên vượt trên Ichimu thì bắt đầu mới là chính thức tăng giá và nó vượt 2.7, thì hy vọng rằng chúng ta có những cái sự can thiệp của các cái giới nghệ sĩ nó vào cái NFT, và NFT nó đưa ra những cái giải pháp đúng không ạ, để cho nó hiệu quả trong cái vấn đề NFT. Chúng ta cũng tránh trường hợp mà các cái coin mà chúng ta nhìn thấy nó sai nhé, không phải là cái coin rác đâu đúng không ạ, mà cái chủng là chủng NFT này. Đây chủng NFT đứng đầu là con Theta này. Đấy, đứng đầu chúng ta là có cái con Theta. Sau khi vào con NFT nó có con Theta đúng không ạ, con thứ hai là con ENG đúng không ạ, đứng thứ ba là collection đây đúng không ạ, dùng NFT chúng ta sẽ có các cái con như là con ENG, CHZ đúng không ạ, các vấn đề về thể thao rồi các vấn đề về hàng hóa đúng không ạ, phi tập trung đúng không? rất nhiều NFT. Watchlist Biden đúng không ạ? Watch sleep.
Access. Chúng ta sẽ tìm hiểu rất rất nhiều, đúng không ạ? Để khi mà chúng ta hiểu được chủng NFT, đúng không? Lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có được cái cách để chúng ta tìm hiểu về nó, cũng như là đưa ra các giải pháp về nó. Đây, collection đây, đúng không ạ? Bắt đầu nó ra theta CHZ đây, bắt đầu có sự điều chỉnh khoảng 6%, 8%, bắt đầu nó xanh dần đây. Hy vọng BEX nó sẽ tăng lên mạnh nhé. Rất nhiều người sợ BEX rồi, đúng không ạ? Rất rất nhiều người, nhưng mà vấn đề chúng ta mua coin chứ chúng ta có phải là đánh đâu, nhảy ra nhảy vào cắt lỗ đâu, đúng không? Cho nên là chúng ta mới hiểu được con san này, đúng không? Tăng khủng khiếp. Trong đây chúng ta sẽ nhìn thấy con AXS thì tăng 16%, còn nhiều nữa, còn 28% là Summit, đúng không? Rất rất nhiều, 17%, chỉ sợ không có tiền mua trong chủng NFT thôi. Chọn con thấp nhất ngày hôm trước mua có hồi, đúng không ạ? X-cơ là giờ 28%, đúng không? Đấy là cái mà chúng ta xem. Thì từ đấy chúng ta mới biết được những top đầu nó sẽ kéo, top đầu Theta nó sẽ kéo, Mana nó cũng tốt đấy, đúng không ạ? Mana, ENG, Mana đứng thứ ba rồi, đấy chà, đấy 1.3 đô này đứng thứ ba hơn cả ENG rồi, đấy Mana Decentraland đấy, ENG, Digibank, đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta phải xem. Gainer and Loser trong cái phần lên cao nhất, đúng không ạ? ETH Bond, đúng không ạ? Ether Bond này cũng kinh, đó, đây là giá nó rất thấp, 800%, đúng không ạ? Lightcast, đúng không ạ? Con này cũng tăng kinh, đúng không ạ? Hip Financial, đúng không ạ? Đây Shape, F Shape này, đúng không ạ? Watt này, Aqua Watt này 373%, đúng không? Dog, đúng không ạ? Đang theo các này. Vậy chúng ta chọn cái sổ số nó còn quá kinh khủng khiếp, đúng không ạ? Tôi cũng thích con Lightcast để đang tìm hiểu để chúng ta có thể mua. Và ấn vào Lightcast chúng ta sẽ có các cái thông tin của nó 700%. Đấy. Vậy thì chúng ta làm thế nào để chúng ta mua được, chúng ta tìm hiểu nó thông qua tất cả các phương tiện thông tin. Và check all check off này, VIX này, đúng không ạ? Chúng ta liệu chúng ta có dám mở các cái tài khoản này không? Hiện tại là một cash BTC, đúng không ạ? Rất khó mua. Tuy nhiên ấy, nhìn cái live cash này là cái hệ sinh thái để chúng ta xem nó là dạng gì. Sau đó mình tìm hiểu nó, các website của nó, livecast.com.vn. Thế đấy là những cái cách để chúng ta tìm hiểu và mò dần dần. Cái việc cho đi thông tin cũng như là tìm hiểu thông tin, tôi mong muốn các bạn có những cái mà chúng ta tự mình tìm hiểu, tránh trường hợp bị soi kèo với các thứ, nó rất là rác não. Đấy, chủng Sol nó lại hình chữ V lên, đúng không ạ? 39, đúng không? 45. Chúng ta hiểu được rằng là gì ạ? Các cái thời BTCD nó vẫn xuống, cho nên là tôi vẫn kéo các bạn vào mua. Đúng không? Bao giờ nó sợ nó lên ấy, bắt đầu nó sập thảm, nó cứ đáy ngày hôm nay là đỉnh ngày mai, cứ như vậy nó sập, đúng không ạ? Nó sập cho một tuần ấy, má nhìn đúng ra luôn. Đúng không ạ? Sol lên nhá. XLM đang ở vùng điều chỉnh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy XLM có quá nhiều tin tốt, nó đang xây dựng XLM với hệ thống Dog Scan đấy, Tron Scan đấy, XLM, Toco, đúng không? Toco đang điều chỉnh, đúng không? Các mốc ở vùng 0.07, hàng rẻ, cho nên là các bạn cũng phải mua cách bình thường. Đó, Tron lên rồi, Tron Scan, đúng không? Justy Sun, đúng không? Hỗ trợ rất rất nhiều. Near đang lên hình chữ V, 5 đô, đúng không? Kỳ vọng chúng ta sẽ test ở vùng 5.2 và vù lên 5.5. Oxy, đúng không ạ? Oxy thì thở oxy rồi, đúng không ạ? Từ lúc nó xả, đội dép nó phải xả chứ, để nó mua nhà, mua xe, 3.19, đúng không ạ? Lực đỡ ở 2.5 là có lực đỡ rồi. Các vùng mua chỉ là 2.8 thôi, do vậy chúng ta phải chờ lâu, nó phải sideways ở đây rất là nhiều, nó lì lợm ở đấy rất nhiều. OKB thì kinh quá, lên một phát là 20, đúng không ạ? Lên 44, gấp đôi, đúng không ạ? Và nó đi xuống. Đấy, các OKB, đúng không ạ? Chúng ta nói rằng là những các cái vùng điều chỉnh và mua vào, hôm nay nó đã lên rồi. Thì những cái ngày hôm qua tôi nói tất cả mọi cái thì nó đã lên, đúng không? Toco, Lina. Lina là hàng lái, cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống, chạm ben trên thì xuống, chạm ben dưới thì lên, nó là rất là lì. Neo thì ngày hôm qua cũng có tin tức, đúng không ạ? Đẩy lên rồi đẩy xuống, đúng không? Chúng ta vẫn thấy có sự hồi phục của Neo. Những người mua Neo ở vùng 96, những người mua Neo, nói chung là mua Neo ở trên cái vùng 100 là khá an toàn. Win cũng có sự hồi phục nhẹ, đúng không ạ? Từ các vùng 0.009. Nhiều người thích Win, đúng không ạ? Nhiều người thích bởi vì sao? Nó là nó có một câu chuyện về cờ bạc, về casino, nhưng thực ra thì Win những hàng giá rẻ bèo, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mua mà có sự đột phá, chúng ta trữ lâu dài để sưu tầm con Win này. BTCD đây, chúng ta nhìn thấy đây đang sập thảm và nó có thể nhấn chìm tất cả nữa, đúng không ạ? Do vậy là đây là cái điểm tuyệt vọng, nên đừng bao giờ đoán nó lên, đúng không ạ? Tầm 42, 41 là nó về là anh em vẫn còn ăn được, ăn coin rất là nhiều, cứ việc ăn, đúng không ạ? EOS cũng lên có sự hồi phục, giá từ các vùng dưới, đúng không ạ? Đẩy lên vùng giữa của Bollinger Band và nó về vùng giữa của Ichimoku. Nếu trong trường hợp lên ở trên các vùng 0.06, 0.0672, 0.07 thì là tuyệt vời, lên, đúng không ạ? Đúng không ạ? SNM sự hồi phục nhẹ, có lực đỡ rồi, đúng không?
thị trường nó bắt đầu vào tiền thì tiền nó sẽ đổ vào đây. Giá điều chỉnh về đường giữa của Ichimoku vòng 0.71. Bôn với XRP đúng không ạ? Đã lên rồi nó lại sập xuống, đúng không ạ? Đây là đỡ và lực xả, đây là đội dép nó đang không dìu giá, nó kệ cho thị trường là cân bằng, đã cân bằng cung cầu. Sau đó nó mới đỡ. Nhưng giá của con này cũng rất tốt, do lực bán cũng rất mạnh nhưng lực cầu cũng rất là mạnh, đúng không ạ? Nó đẩy một phát từ 0.1 đến 0.17 đây, đúng không ạ? Và bây giờ đang đi sideways vào vùng giữa của Ichimoku để tiếp tục test các vấn đề va đập của thị trường với cái mục tiêu là bay lên trên của Ichimoku vùng 0.18. Alpha thì tuyệt rồi, alpha từ vùng 1.9 đẩy lên, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đây cũng là con hàng tốt, đúng không ạ? Đẩy lên trên Ichimoku rồi. Nếu trong trường hợp lên vùng 2.02 chắc chắn nó sẽ về các khu vực cao là 2.26. EOS điểm vào đã quá rồi, nếu bây giờ thích chúng ta mua gia tăng đi, mua ở các điểm chữa của Bollinger Band cứ ở vùng 11, 11 và 11.2, không mua được thì chúng ta mua ở vùng này và chờ đợi, đúng không ạ? EOS là một cái kỷ niệm buồn của tôi, đúng không ạ? Những lúc mà 18 đô hoặc 16 đô, đúng không ạ? Tôi cho rằng con này tôi đã nghiên cứu rất kỹ, các vùng dưới 10 là đã mua ầm ầm rồi, đúng không ạ? Đấy là những người mà theo nói rất là nhiều về cái vấn đề này rồi. Thế là từ đây có rất nhiều coin như thế, các bạn phải biết rằng là mua những cái con nào mà thuộc vào cái tip của mình, đúng không? Rồi bỏ 10% ra đánh margin, đánh sổ số thôi. Còn đâu tất cả mọi cái là chúng ta tập trung vào cái công việc của mình, đúng không? Chữ coin hoặc là cái nồi cơm của chính chúng ta đang là công việc hiện tại đấy. Còn việc đầu tư chúng ta giữ 1-2 con, đúng không? Đấy là cái cách. Sau đó xuống là chúng ta tâm bình, đúng không? Sau đó là bình quân giá. Theta hồi phục nhé, 11 đúng không? Dưới 10 là đỡ, đúng không? Hôm nay hy vọng nó sẽ tốt hơn. Đấy, cách cũng đang hồi phục lên, đúng không ạ? Giá vẫn bị đè nặng bởi đám mây lắm, đúng không ạ? Bao giờ vừa lên vùng vượt trên 39, 38 thì bắt đầu mới có sự bứt phá mạnh. BTC hồi phục. Nhưng đặc biệt BTC hồi phục, chúng ta nhìn thấy BTCD giảm, do vậy là chúng ta vẫn còn có thể ăn được, đúng không ạ? BNB lực đỡ rút chân từ năm 587, đúng không ạ? Đẩy một phát lên, đúng không ạ? 676. Đây là những cái vùng rút chân mà rất nhiều người ta mua. San của NFT vẫn hồi phục ở các cái vùng gì giữa của Ichi là 0.54. Nhiều người hỏi tôi con vẹt, đúng không ạ? Vẹt vẫn đang chịu một cái lực cản của đám mây, đúng không ạ? Vùng 0.21 là các vùng cản của nó. Do vậy là gì ạ? Nếu nó vượt qua vùng này nó mới vượt lên vùng 0.22. Đấy, Matic chủ kỹ thuật, đúng không ạ? Vượt lên trên, đây là điểm hưng phấn của Matic. Đúng không ạ? Không bán Matic ra mà chúng ta tập trung vào cái việc mua nó vào, nó sẽ bơm lên để gọi là giết sót trong Matic đấy. Cho nên là gì ạ? Matic hiện tại hôm nay là một trong chiến lược tốt. Matic là một chiến lược tốt. Đen thì lì lợm, chữ lâu, đúng không? XTZ, đúng không? XTZ vùng 4 giờ nó cũng sẽ điều chỉnh lên để vượt trên đám mây Ichimoku vùng 7.2. EOS rất thích, đúng không ạ? Sự điều chỉnh nhỏ của một cái đám mây mọc, đúng không ạ? Các cây nến vượt qua tất cả mọi điểm gọi là điểm hưng phấn của thị trường. Do vậy, XTZ và EOS hôm nay cũng là ưu tiên để chúng ta mua vào. DLT lên rồi, đúng không ạ? XVG cũng hồi, đúng không? BNB tốt rồi. ETH, đúng không? ETH vẫn đang vào cái vùng hưng phấn, đúng không? Tiếp tục mua ETH, đúng không? ETH nó sẽ đẩy lên ETC. Do vậy là gì ạ? ETH nếu chúng ta sợ quá chúng ta không mua, các đám mây nó rất là thẳng, đúng không? Không có cái dấu hiệu đổi màu sang màu hồng. Các cây nến nằm ở giải trên, sự co chân khi mà nến phải đẩy xuống cái vùng giữa của Bollinger Band và Ichimoku được đỡ hết. Các cây sau cao hơn cây trước, các cây sau mạnh hơn cây trước, cây nến đỏ bị xung lực rút chân, do vậy nó vẫn tiếp tục lên. Tôi cho rằng là gì ạ? Nó sẽ lên triền miên và giết sót trong Ethereum. ENG, NFT tốt rồi. Lina hồi phục. CHZ hồi phục. Dashcoin chủng Masternode, đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ test ở các cái vùng gì ạ? Lì lợm vào 430. Hy vọng là thứ năm này hoặc là một vài hôm nữa là Dashcoin nó sẽ bay vãi đạn luôn. Nó sẽ qua hết tất cả các mốc nhé. Dego đang hồi phục về đường giữa của Ichimoku. Đám mây dày là đá đi ngang trong vùng này. Dego hiện tại chúng ta sẽ đi ngang trong vùng 13-14 thôi. HT thích chưa? Đúng không? Sau khi có tin tức, đúng không? Ông Hobi với ông HT với một số ông OKX như các thứ, ông Ngọc Trinh cũng đẩy vào, đúng không? Tức đỏ là có nhiều người bắt đầu nhận các cái kèo quảng cáo cho sàn rồi, đúng không? Ngoài ra quảng cáo cho coi rác tất cả mọi cái nữa, các nghệ sĩ vào đó đã nhảy vào rồi. Tức là nó sẽ có một cái FOMO rất lớn, bọn nó follow theo nghệ sĩ lớn mà, cho nên là họ sẽ biết. Nhưng tôi vẫn nói với các bạn là TWT và Hobi nó khá là tốt, đúng không? Cho nên chúng ta nhìn thấy đấy, Hobi tốt. Từ Hobi này chúng ta thấy nó cao quá thì chúng ta nhảy sang con MX đi, chúng ta nhảy sang các cái con như là TWT đi, giá rẻ, đúng không ạ? Đấy, TWT hôm qua vù phát lên, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại bị kéo xuống, do vậy là gì ạ? Các cái điểm mà chúng ta kỳ vọng là 1.17, thậm chí là vượt qua cái đỉnh cũ là 1.3. Quy Tum vẫn đang kéo nặng bởi
đám mây do vậy nó chưa vượt qua các vùng 28. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu ai thích WeToom thì có thể mua ở các vùng đấy 24, 25, 23. AD3, ADA là có sự hưng phấn rồi, đúng không? ADA kết hợp với Tron, kết hợp với lại Dog, đó, kết hợp với Tron Scan, đúng không? Do vậy là đẩy ra một cái hệ sinh thái có thể cạnh tranh tương lai với lại hệ sinh thái của Binance với lại Ethereum. Nói chung là trong cái level 3 của Tracecoin nó sẽ là sự kết hợp để làm sao lật đổ các sự cạnh tranh trong cái thế độc quyền của Ether Smart Contract và Binance Smart Chain, đúng không? Bọn nó vẫn đang muốn làm đấy. Công nghệ của nó là như vậy, đúng không? FLM đúng không ạ? FLM đẩy lên đúng không ạ? Atom đúng không ạ? Từ đó mới đẩy lên tất cả các yếu tố ONT hồi phục đúng không ạ? Mana đẩy lên vùng 1.5 đúng không ạ? ETC, tôi thích ETC đúng không ạ? Những người mua ETC thấy nó xuống đúng không ạ? Vẫn đỡ bình thường, tôi thích ETC, phải vượt qua vùng 128 bắt đầu mới chính thức lên. Nên những người mua ETC phải lì lợm, ETH nó sẽ kéo đúng không ạ? Tron đang lên đúng không ạ? ADA bật lên đúng không? Đó, đó là những cái mà chúng ta xem. Đặc biệt là những người theo Dog đúng không ạ? Dog hiện tại đang vẫn được kéo và chờ đúng không ạ? Dog đi vào vùng giữa là 0.54 và hy vọng được cố định và được chắc chắn. Cái lực va đập của cầu và cung ấy nó làm cho coin nó có thể đỡ được. Lực bán rất mạnh nhưng không có lực cầu thì rất nguy hiểm. Do vậy là gì ạ? Thị trường là sự va đập đúng không ạ? Dogecoin đang chịu một cái sự va đập rất lớn. Cả thị trường FOMO cho nó không giữ được. Do vậy là tất cả mọi người bán hoặc là các quỹ lớn họ bán. Do vậy cả thị trường nó sẽ hỗ trợ hồi phục đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Coin nó sẽ chắc chắn hơn, nó giống như con XRP đấy, nó có chu kỳ lên chu kỳ xuống, có lực cung lực cầu, do vậy là gì ạ? Nó hỗ trợ chắc chắn. Ai mua cái Dogecoin là phải sưu tầm nó thôi, đúng không ạ? Sưu tầm nó. Uni hồi phục đúng không ạ? Lan Linh đúng không ạ? Linh lên đúng không ạ? Vùng trên 50, vượt trên đám mây Ichimoku rồi, có thể trên 50 52. Filecoin cũng hồi phục đúng không ạ? Filecoin BNB, ETH đúng không ạ? Uni, XRP. XRP cũng thế đúng không ạ? Có sự hồi phục từ 1.2 lên 1.5 đúng không ạ? Đó. Siacoin đúng không ạ? Vẫn đè nặng bởi đám mây cũng như là các cây nến xếp ở dải dưới của Bollinger Band khiến cho cái lực bán vẫn còn. Do vậy, điều chỉnh ở đây chúng ta là 0.04 cho Siacoin. Nếu trường hợp vượt qua 0.04 nó sẽ tìm về các cái mốc giá cũ trong tương lai là 0.044 đúng không ạ? NXT thì sao, vẫn lì lợm ở phía dưới của Bollinger Band, do vậy là chưa thấy lên. Ok, trên đây là các bản thông tin đúng không ạ? Một số các bạn tìm hiểu về WeToom, chúng ta mua ở các vùng 25 đúng không ạ? Đẩy xuống vùng 23. WeToom và Strat chúng ta mua theo cặp. Nếu trong trường hợp được thì chúng ta sẽ ok. Strat thì khá rẻ, trước đây con Strat này nó cũng là rất là tốt. Đấy, chúng ta sẽ xem cách đây một week cho xem đúng không ạ? Strat này đã từng là một gọi là hoa hậu của coin đúng không ạ? Lên không hiểu đội dép của nó làm sao, nó rất mong muốn lên nhưng mà còn duy nhất còn con Start này nó chưa có thể lên được. Nếu ai mua Start và kiên trì với nó thì thực ra cái đội dép này nói đúng không ạ? Start có lúc lên 20 và bây giờ nó chỉ còn 0.7 đấy. Do vậy là nếu trong trường hợp yêu thương Start, mua Start ấy, chúng ta phải lì lợm rất là nhiều. Trước đây tôi cũng mua Start rất là nhiều nhé, nhưng mà khi mà nó xuống thì tôi cũng tháo chạy đúng không ạ? Vấn đề ở giá mốc này rất là thấp, chúng ta có thể nhìn thấy bây giờ là con duy nhất đúng không? Tất cả chết hết các chủng cũ và bây giờ nó chuyển sang con chơi coin level 2 rồi, level khác rồi đúng không ạ? Do vậy những người mà mua ở chat ở các cái dạng 20 là kêu hết đúng không ạ? Họ tháo chạy. Có những người mua rất nhiều nhưng bây giờ nó đang ở giống 0.7 thì sự lì lợm thì mới có thể thắng được. Đấy là cái mà chúng ta xem. Ok, trên đây là tổng quan của tất cả những cái thông tin. Chúng ta có thể vào chơicoin.vn để tìm hiểu các cái bài viết đúng không ạ? Mark Zuckerberg lần đầu tiên nhắc đến Facebook. Đợt giá tăng của Bitcoin sẽ không kết thúc sớm khi cá voi mua 52k đô là giá sàn. Có lực đỡ rất là nhiều đúng không ạ? Do vậy là chúng ta xem Buterin bất hợp nhận 8 tỷ đô la từ Meme Coin đúng không ạ? Rất nhiều thì chúng ta vào đây để theo dõi. Hãy đăng ký theo ông già đầu tư trong info, ông già đầu tư trong info thì chúng ta có các bài học về free đúng không ạ? Rất nhiều. Đấy. Ông già đầu tư trong info các bài học free nhá. Đấy, cầm nhập môn chơi coin này và các môn về chứng khoán này chúng ta sẽ để học. Thứ hai là ở tường TikTok của tôi để ra một cái gọi là đây, link chi của tôi đúng không ạ? Trong ông già đầu tư thì trong đây nó có các cái link đúng không ạ? Mở các cái link này ra, chúng ta sẽ thấy học chơi coin theo nhóm đúng không ạ? Rất nhiều, thậm chí là chat với cô thư ký xinh đẹp của tôi đúng không ạ? Đăng ký khóa học đúng không ạ? Google nói chung là rất nhiều các nhóm. Các nhóm free thì cứ vào học thôi đúng không ạ? Đầy nhóm thì lại bị out ra, rất nhiều. Và cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Chúng hãy theo dõi cái TikTok của tôi để biết được thêm nhiều các cái thông tin hơn thì tôi sẽ đẩy lên đấy đúng không? Công việc thì
Sáng nay tôi sẽ phân tích kỹ thuật như vậy, mong các bạn có thể hiểu qua. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.